Xin chào tất cả mọi người xem clip của em ngày hôm nay. Hôm nay em xin giới thiệu cho tất cả mọi người xem một siêu phẩm, đó là nguyên đầy đủ một bộ trà long ẩn mà từ trước đến nay em có duyên được sở hữu một bộ trà này. Thì bộ trà này đi kèm với một cái nậm rượu cũng vẽ đề tài long ẩn. Rất là tuyệt sắc luôn ạ. Và hơn thế nữa thì em xin giới thiệu qua từng món. Đó là trước là một cái bốn ly trà như thế này, vẻ rất là đẹp. Rất là đẹp, một ly tống. Nhìn kỹ chi tiết trên tay thì thấy rất là tuyệt, rất là đẹp. Và những ly quân vẽ long ẩn. Đó. Cầm trên tay thấy mới được những cái vẻ đẹp của từng món đồ. Đầu rồng và cái thân ẩn trong mây. Và những cái bộ trà long ẩn như thế này thì rất ít khi mà người chơi sở hữu được những bộ trà quý như thế này, bởi vì tỷ lệ cái ly trà nó rất là mỏng, mà tỷ lệ dễ vỡ nó cũng rất là cao. Đó, thì đi kèm đó là một cái đĩa trà long ẩn. Đây, em xin quay cho các bác xem một cái đĩa trà long ẩn. Thì một bộ trà này rất là đẹp, mà nó đi com lê đi chung bộ luôn. Đó, đầy đủ và hoàn hảo. Khi mà một người chơi cổ vật, người ta rất là ao ước được có được một bộ trà hoàn hảo và hoàn mỹ, thì em có quý duyên là được sưu tầm được một cái bộ trà kèm theo ấm trà nó rất là đẳng cấp như thế này. Và cái ấm trà nó vẽ những cái áng mây, mà những cái điểm rồng nó rất là tơ tóc, mà nó độc, mà nó lạ, nó hiếm hơn những cái ấm vẽ thường ở những cái ấm khác mà em đã giới thiệu. Đó là những cái ở phía dưới đã có vẽ sóng thủy ba, nhưng mà ở đây nó vẽ cái tảng vân, vẽ những vân mây kín hết toàn bộ luôn. Đây. Đấy. Và những cái đốt trúc, những cái quai làm đúng đốt trúc như thế này rất là tỉ mỉ và kỳ công. Đó, thì những bộ trà long ẩn như thế này nó là một trong những bộ trà xuất sắc nhất mà em đã dày công sưu tầm theo đuổi đã mấy năm trời mới được một bộ trà như thế này. Và em xin giới thiệu đó là một cái nậm rượu cũng vẽ đề tài long ẩn luôn. Đó, rất là đẹp, rất là hoàn hảo. Thì hơn thế nữa, em cũng xin giới thiệu cho tất cả các bác xem sơ qua về cổ vật, về đề tài long ẩn. Long ẩn nó thể hiện cái quyền lực tối cao của một người sở hữu, cũng giống như là người sưu tầm. Thì nó mang lại cho cái khí chất của người sưu tầm là về cái nét rồng mạnh mẽ, oai hùng. Và long ẩn là một đề tài được rất là nhiều người sưu tầm hữu duyên rất là muốn được có được những cái bộ trà và đầy đủ hoàn hảo và hoàn thiện như thế này. Thì hơn và cổ vật là một trong những cái kênh đầu tư nó mang lại cái lợi nhuận nó cao trong xã hội. Đó là nó theo tầng lớp xã hội, nó theo cái giai cấp, nó lãi theo tầng lớp, lãi theo giai cấp.
đó là khi mà chúng ta sở hữu rồi thì chúng ta có thể giao thương mua bán cho những cái cấp bậc cao hơn, hoặc là những người đồng giới, những người đồng cấp mà có những cái điều kiện tương đối cao thì chúng ta lãi theo cấp bậc trong xã hội. Đấy, nên thành ra là đồ cổ nó lãi theo cung bậc trong xã hội càng ngày nó càng đi lên. Mặc dù kinh tế thị trường nó càng ngày càng suy thoái, càng đi xuống, nhưng mà đồ cổ càng ngày càng khan hiếm và nó lãi theo cấp bậc đi lên, có nghĩa là theo cấp bậc của từng người trong xã hội. Mỗi người có vị trí cao trong xã hội thì cái món đồ cổ nó đi theo cái vị trí cao theo của mỗi con người, theo mỗi cá nhân. Và món đồ cổ là một trong những cái món đồ mà để dành cho tặng những các sếp, những người có chức bậc cao trong địa vị trong xã hội, để mà chúng ta có được những cái lợi ích sau này khi mà chúng ta làm quà biếu hoặc tặng cho những cái người có địa vị cao trong xã hội để mà họ sở hữu. Giống như là cổ vật là một trong những cái kênh để mà hợp thức hóa những kênh phi lợi nhuận mà tất cả những người trong nước lẫn quốc tế họ đều sở hữu cổ vật, để thứ nhất là để khẳng định về cái vị thế của họ trong xã hội, thứ hai là để thương mại theo cái tầng lớp của họ trong xã hội. Và cái cổ vật nó đem lại một cái lợi nhuận rất là lớn cho từng người, và cổ vật là nó mang lại cho cái lợi ích cho mỗi cá nhân, là khi chúng ta làm quà biếu, làm quà tặng cho các sếp hoặc là cho những cái bố mẹ chúng ta, hoặc là những người thân trong gia đình, khi mà điều kiện kinh tế đã đủ đầy trong cuộc sống ngày hôm nay đã đủ đầy thì chúng ta luôn hướng đến những cái gọi là cái giá trị về tinh thần. Còn chúng ta sẽ mua những món đồ quý giá như thế này về để triển lãm trong nhà, hoặc là giao thương mua bán, hoặc là để làm quà tặng, quà biếu cho bố mẹ hoặc là các sếp đó. Thì bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cái bộ trà đẳng cấp hoặc là VIP thì liên hệ đến em xin gửi đến cho tất cả các bác và bảo hành những cái món cổ vật chính quy, bảo hành cho các bác về những cái món cổ vật trọn đời, giống như là gửi kèm theo một cái phiếu bảo hành đây, để các bác mà yên tâm hơn khi mà các bác đến với bên em, là đến với những cái người mà có tâm trong cổ vật, và em được nối dõi cái dòng máu của ông bà để lại, là ông bà của dòng họ nhà em là những người sưu tầm, cũng giống như là đem lại cho tất cả mọi người những cái cung bậc cái cung bậc thanh hoa cảm xúc của từng món cổ vật. Thì bác nào mà yêu mến từng món cổ vật thì cứ liên hệ đến em qua số điện thoại 0387 513 887 để mà hữu duyên xem trực tiếp và sở hữu trực tiếp những cái món đồ này. Em sẽ trao duyên và gửi về đến tận nhà cho các bác để các bác sở hữu và chiêm ngưỡng những món cổ vật, để mà mình có những được những cái cổ vật quý để mà giao thương mua bán, hoặc là để mà làm quà tặng cho các sếp hoặc là tặng cho người thân trong gia đình. Thì đó là một cái kênh nó rất là làm nó mang rất nhiều cái lợi nhuận về cho bản thân, cho xã hội và cũng như là cho gia đình. Thì bác nào mà có nhu cầu thì cứ quan tâm alo đến em. Em luôn nhiệt tình, thiện chí và phục vụ các bác trên toàn quốc.